Money Chanel Valem Yao Money Chanel Lời khuyên của người có 10 nguồn thu nhập, Vanessa Torres kiếm 35.000 đô la Mỹ mỗi tháng từ 10 nguồn thu nhập như quảng cáo, tiếp thị liên kết, bán khóa học trực tuyến, hợp tác thương hiệu. Năm 2013, Vanessa Torres, Mỹ, đang làm kỹ sư và kiếm được 80.000 đô la Mỹ một năm. Nhưng cô cảm thấy không hài lòng với công việc của mình. Vì vậy, Janes bắt đầu dựng blog về ẩm thực có tên là Delic Gelac. Ngay sau đó, cô bị cho nghỉ việc, một bước lùi với cô gái 28 tuổi. Nhưng việc này cũng giúp cô nhận ra rằng bản thân không muốn chỉ dựa vào một nguồn thu nhập. Janes tiếp tục xây dựng blog, ngay cả sau khi cô được nhận vào vị trí kỹ sư toàn thời gian tại công ty khác. Janes dành thời gian để đăng bài một lần mỗi ngày, chia sẻ các công thức nấu ăn lấy cảm hứng từ quê nhà Puerto Rico. Trong vòng 3 năm, Daily đã tăng lên 15.000 độc giả hàng tháng, đủ để tạo ra một blog có lợi nhuận, dần già. Janes quan tâm hơn đến tài chính cá nhân. Vào năm 2019, cô bắt đầu tạo dựng podcast kiếm tiền có tên Io Quiero Dinero để chia sẻ kinh nghiệm của mình và giúp người khác xây dựng sự giàu có. Hiện tại ở tuổi 37, cô có 10 nguồn thu nhập, bao gồm quảng cáo blog và podcast. Tiếp thị liên kết, tham gia diễn thuyết bán khóa học trực tuyến, hợp tác thương hiệu, brand partnership. Tổng cộng, mỗi tháng Janes có thu nhập trung bình 35.000 đô la Mỹ, trong đó 10.000 đô la Mỹ là thu nhập thụ động. Năm ngoái, Janes Torres nghỉ việc để dành toàn tâm toàn lực cho hành trình xây dựng thu nhập thụ động. Tính đến tháng 8 năm nay, cô đã kiếm được hơn 1 triệu USD và bắt đầu kế hoạch nghỉ hưu sớm dưới đây là lời khuyên của janet torres dành cho những ai muốn tạo ra nhiều dòng thu nhập và đạt được sự độc lập tài chính một bắt đầu bằng cách xác định những gì bạn Điều không muốn viết lâu janet không có kế hoạch làm thế nào để biến nó thành một công việc kinh doanh có lãi cô chỉ biết rằng viết về ẩm thực mang lại niềm vui triệu phú trẻ tuổi này nhanh chóng nhận ra rằng như vậy vẫn là đang làm việc cho người khác không phải cho bản thân tôi muốn trở thành ông chủ của chính mình Tôi không muốn phải yêu cầu nghỉ có lương để đi du lịch, cũng không muốn giới hạn thu nhập của mình, Janes nói, khi nhận ra điều khiến bản thân chán chường, cô ngồi xuống xem xét các kỹ năng cá nhân và chuyên môn của mình. Janes lập một danh sách những điều bản thân muốn học hỏi, ngay cả khi không biết gì về công việc kinh doanh mà bạn đang cố gắng bắt đầu, đừng nản lòng. Tôi đã tìm đường đến thành công bằng Google và học hỏi từ những sai lầm của mình cũng như từ những người khác. Cô đưa ra lời khuyên Hai, đừng ngại tính phí những gì bạn đáng giá, phải mất 2 năm lâu của Janet Torres mới có thể hái ra tiền. Cô đã làm việc với các khách hàng lớn như Walmart, Rockport và Public để tạo ra các công thức nấu ăn tùy chỉnh bằng cách sử dụng các nguyên liệu hoặc thiết bị được bán bởi mỗi thương hiệu kể trên. Torres hợp tác thương hiệu bằng cách bán dịch vụ đăng bài trên lâu tùy chỉnh. Ảnh và quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội của mình. Vào thời điểm đó, Cô không thể tin rằng có ai đó sẽ trả tiền cho mình để tạo ra một công thức nấu ăn với sản phẩm của họ. Vì vậy, Torres tính phí 125 đô la Mỹ cho mỗi hợp đồng hợp tác. Mặc dù nhiều việc hơn mình nghĩ, cô vẫn rất vui vì mình đã được trả công. Nhưng khi chuẩn bị rời việc làm công ăn lương, Torres biết mình cần phải ngừng coi các nghề tay trái trên như một công việc phụ. Từ đó, Cô bắt đầu tăng phí dịch vụ sao cho phản ánh đúng lượng thời gian và công sức bản thân đã Cô bỏ ra, luôn tính phí lên đến 10.000 đô la Mỹ cho mỗi lần hợp tác. Cô cũng có một agency để thương lượng giá, dựa trên các yếu tố như tỷ giá thị trường, nhân khẩu học khách hàng và tỷ lệ thành công trong quá khứ, tôi đã từng đấu tranh để yêu cầu nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi biết rằng quan điểm độc đáo và bản sắc Latina là những gì khiến tôi khác biệt so với đối thủ cạnh tranh của mình. Cô nói, "Ba Tạo ra thu nhập thụ động là mục tiêu cuối cùng của bạn, Janice Torres bắt đầu viết blog vì cô muốn kiếm tiền từ những gì bản thân yêu thích, tiếp cận mọi người trên khắp thế giới và có quyền tự do làm việc ở bất cứ đâu. Thu nhập thụ động biến ước mơ của triệu phú trẻ này thành hiện thực, ngoài những gì kiếm được từ blog, cô còn có thêm tiền thông qua quảng cáo podcast và tiếp thị liên kết. Cô cũng tự động hóa hệ thống tiếp thị và bán hàng cho các sản phẩm và khóa học trực tuyến của mình để mọi người có thể mua chúng mà không cần đích thân James giao dịch, hầu như luôn có cách để tạo thu nhập thụ động nếu bạn có một lượng người theo dõi và thương hiệu mạnh. Nhưng bạn phải nghiêm túc với việc này, cô nhấn mạnh, James đã viết hàng trăm bài đăng trên blog cho Dê Zela. Thực hiện các bài thuyết trình, dành thời gian cho podcast và tạo các khóa học kiếm tiền trực tuyến. Cô cũng đầu tư một phần thu nhập của mình vào thị trường chứng khoán và bất động sản. Vì vậy tiền của Janes luôn hoạt động không ngừng, ngay cả khi cô ngồi yên một chỗ, Tiên công việc có giá trị cao tạo ra thu nhập thụ động khiến Janes Torres hứng thú nhưng điều hành một công việc kinh doanh sau một thời gian cô cảm thấy kiệt sức. Cô nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào công việc lặt vặt như trả lời email, lên lịch đăng bài trên mạng xã hội và điều phối các cuộc họp, đó là những điều mỗi người phải tự làm khi bắt đầu đặc biệt là nếu có ngân sách eo hẹp. Nhưng khi việc kinh doanh ngày càng phát triển, Vanessa Torres biết mình cần phải tập trung nhiều hơn vào các đầu việc có giá trị cao. Từ tháng 6 năm 2020, sau 7 năm xây dựng thu nhập thụ động, Vanessa đã thuê trợ lý ảo bán thời gian với giá 15 đô la Mỹ một giờ. Giờ đây cô chỉ đích thân làm những việc tạo ra dòng tiền chủ yếu.